Bạn chuẩn bị xuống bụng mẹ bằng bọn thằng ở khả nít ngày này đây cứ nhóm một riêng nằm vì cả bằng cả channel rộng lùi rồi có bằng cả channel ta tạm tụ sạp đầy rồi bỏ bằng bọn chẳng chỉ đã bốn bằng bọn cho chỗ nông YouTube mốc hay bằng bọn cho bị thả ad account bị đã cho ad account rồi hai bằng bọn khởi lại đây cái nhóm này chân nịch nắng cứ miền biển là ngay chẳng bằng phone cho hàng crom đó này. Hai bằng phone một bên chmua ông mà thà khi nhầm bằng bên chmua chẳng từ anh ấy khoa nhau một tia hoa thì chẳng ở chmua clay biết có việc ở đây bằng mà nhầm bằng bên chmua chắc chẳng ngay khai bằng phone đã mong ngày na khai na chất tật đã tới tại bờ sân chỉ bằng phôn rồi lùi tam YouTube bằng phôn trâu tại bằng pin ở chỗ ba bằng phôn cái này để dùng bằng pin ở chỗ ba cứ dùng bộ bạn nè chẳng vì miền chùm rực bay nè xâm rạp ở bằng phôn chỉ rực rực chẳng ở bằng phôn chỉ rực rực mùi nè có bàn khăn ông bay nè ôp mà tha khi nhom chơi chơi cho ti ti bay à ti pi chẳng chẳng chọn vì lưu vi mỗi chân kêu dài mỗ chẳng ở vì chân kêu chẳng hai chân chọn nick và to tiết hai chân bậc cả password chẳng ở password bằng ôn đại dòng mấy các bạn đấy chẳng ở khi nhom xong bật sẵn ok chẳng bắt đầu cái này nhé nhưng đã lấy tủ sạp chẳng ở nhóm đã lấy tủ sạp mùi nhé hai viên đang xem con mà ở nhóm nhé chẳng dùng vài bịa lấy cột đang phải chôn tất như chuẩn nịch và to tiền chẳng như chuẩn nịch và to tiền mà hay dừng nịch tiệt mà hay dừng ô một cọ một ó dừng chạy em cười nè chạy nhà bảo kêu nè ok bằng phôn chẳng dừng bàn channel mùi hói chẳng vi lột tàu channel bảo dừng chẳng bằng phôn rong trăm tính khi nhom nâng phạm bí nè nè bằng phôn khi đai khi nhom nè bằng phôn chạy lên nâng bó nè việc bàn channel mùi dàng sọ sát chẳng bằng phụ nổng bênh đã nè nâng lưu nâng tay chẳng nè phụng bênh rụp thọ rồi có ấy nó tam nâng hay bằng phụ nổng upload video đồng bày rộp lùi tam YouTube bàn chăm chú nhóm được video cõi tiết ạc con bà sơ sơ đây bằng phụ nổng nế là nế dừng đồng bày dừng riêng trong channel nâng ở bàn lõ đồng bày ở cả channel bỏ dương nó rồi lùi bạn hay dương rip trong vì ở là hay dương chất cho channel bỏ dương nó mốc hay dương đã rụp cho mẹ dương cho tất đã rụp đồ rụp hiệp đại dương trong đã bằng phôn trong đã rụp ấy của bạn đây chẳng hay dương đã rụp bằng phôn trong đã rụp bập hết dương mấy của bạn đây chẳng hết nữa và tay đầm ra vào bằng ôn đã rụt bằng ôn từ chẳng hết hay rụt nắng vì chỉ rụt môi đai dương kết thả ai đặt bàn cho mong ôn sinh được vô mà ở phê rụt tăng ọt nắng xâm rập dương rôn lùi đã lực nông ở channel YouTube bằng ôn trong tài liệu trong channel nông ở bàn lõ hỏi ai dương thua
content ឲ្យ ពិត ប្រកប ថា តើ យើង ធ្វើ content របៀប យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ជា តម្រូវ ការ ជា យើង ដែល ចង់ ធ្វើ content នោះ យើង ធ្វើ វា ឲ្យ ល្អ ទៅ ចង់ ឲ្យ យើង បោះ វា យើង យក យើង រក វា រក subscribe រក មក ដើម្បី ឲ្យ គ្រប់ គោល ការ របស់ YouTube នោះ ហើយ សម្រាប់ channel មួយ នេះ ដែរ គឺ ខ្ញុំ ទំ បង្កើត បាន ប្រមាណ ទេ គឺ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បាន រៀបចំ វា ឡើង វិញ នោះ ទេ ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ រៀបចំ វា ដើម្បី ឲ្យ វា មាន view មាន subscribe ឡើង វិញ ហើយ នេះ យើង ចូល នេះ 10 ហេត មើល ទិន្នន័យ របស់ យើង ថា តើ ទិន្នន័យ របស់ យើង បាន sub ប្រមាណ subscribe ហើយ ម៉ោង បាន ប្រមាណ ម៉ោង អី ហើយ យើង ប្រហោះ បាន ប្រមាណ វីដេអូ វា លឿន ហ្នឹង ហើយ ប៉ុន្តែ នេះ ដោយសារ ចេះ ដោយសារ តែ ខ្ញុំ ទំ រៀបចំ ទេ ចឹង ខ្ញុំ ទំ បង្កើត ទេ ចឹង វា បាន តិច មែនតើ 3 subscribe ហើយ វា តិច មែនតើ ចឹង ព្យាយាម ប្រហោះ វីដេអូ ផ្សេងៗ សម្រាប់ ឲ្យ យើង រក លុយ បាន ហើយ រយៈ ពេល នៃ ការ រក លុយ បង ប្អូន ត្រូវ តែ ព្យាយាម ធ្វើ វីដេអូ ធ្វើ content ផ្សេងៗ ដើម្បី ឲ្យ ឆាប់ គ្រប់ គោល ការ ឲ្យ ឆាប់ គ្រប់ ម៉ោង ហើយ ឲ្យ ឆាប់ គ្រប់ subscribe ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ មក ណែ នាំ បង ប្អូន អំពី ការ ចូល ទៅ យើង ចូល ទៅ មើល channel របស់ យើង សា ថ្មី ហើយ យើង នឹង គិតណិត មើល channel របស់ យើង ថា តើ channel របស់ យើង នឹង វា អាច ជាប់ copy rai ឬ ក៏ video នឹង វា ជាប់ សលេង ជាប់ អី យ៉ាង ម៉េច ចឹង បង ប្អូន ដឹង ស្រាប់ ហើយ ការ រ លុយ តាម YouTube គឺ វា មិន ងាយ ស្រួល ទេ វា យើង ត្រូវ ពិនិត្យ ល្អិត ល្អន់ បើ សិន ជា video របស់ យើង ជាប់ copy rai ក៏ យើង អត់ អាច រក លុយ តាម YouTube បាន ដែរ ពេល ខ្លះ យើង អាច ជាប់ សំឡេង ឬ ក៏ យើង អាច ជាប់ playing ឬ ក៏ ចម្រៀង ពី គេ គឺ បង ប្អូន អត់ អាច រក លុយ បាន ទេ តោះ បង ប្អូន ចេះ ស្នៃ video ហ្នឹង ដើម្បី កុំ ឲ្យ ជាប់ សំឡេង copyright ឬ ក៏ ជាប់ video អី ផ្សេងៗ ហ្នឹង អញ្ចឹង បង ប្អូន ដោយសារ តែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មាន បំណង ចង់ រក លុយ តាម YouTube របស់ គឺ ការ រក លុយ មួយ មួយ គឺ ត្រូវ ព្យាយាម អត់ ធ្មត់ ហើយ ត ស៊ូ មែនតែន ដើម្បី ឲ្យ យើង រក លុយ ឆាប់ បាន អា នេះ យើង មើល ចំនួន ទឹក លុយ មិន ទឹក លុយ ទេ គឺ យើង មើល ចំនួន នៃ subscribe ឲ្យ subscribe នេះ គឺ 1000 subscribe ហើយ បោះ ម៉ោង វិញ វា 400 ម៉ោង ចឹង លក្ខខណ្ឌ របស់ YouTube គឺ វា ឲ្យ លក្ខខណ្ឌ របៀប ហ្នឹង គឺ subscribe 1000 subscribe ហ្នឹង